Xong chúng rịp xuống bụng mai bóng bốn. Hello all beloved people. Ta bụng mai bóng bốn đừng để thả. Ta nhận nạc là nơi kháng bré. Do you know that who is in God's sight? Xong bây tại sao rồi bỏ bré Giê-xu có mình trong ngọt bì rương này đài. Even though Jesus' disciples wonder about this too. Chương bì bốn chân môn cả đẹp bré Giê-xu cũng nơi phản đáy nơi lại. Around 2,000 years ago when Jesus was on earth. Nơi thứ ngày mùi, lúc Giô-han có tu trông thả, lúc rù. On one day, John asked him, saying, Teacher, Dương khỉm, bạn khởi mình lúc mà nè, đại mình đã tam dương khỉm, kể cầm bông tại đá nhà rạ, đời nơi chung một lộ. We saw someone who does not follow us casting out demons in your names. Hai dương khỉm, bạn ham khuất kể, vì bố kể mình đã chứa mùi nâng dương khỉm tê. And we forbade him because he does not follow us. Bà Giê-xu miệng bà bàn tù thà. But Jesus said, Công khuất lời, ta bật khám mê nạn nà ảnh những thơ cả rất bà rà mây đòi nơi chung một khả nhóm rùi nị dê kỡ bì khả nhóm phía mùi rùm bạch bàn tê. Do not forbid him, for no one who works a miracle in my name can soon afterward speak evil of me. Ta bật nạn nà đòi mình tốt nâng dưỡng nụ căn khăn dưỡng vinh. For he who is not against us is on our side. Nên là để ao tự mui cài từ nẻo khnề phật đòi nơi chung một nhóm đòi pru nẻo khnề chia độ bỏ phong bề kri. For whoever gives you a cup of water to drink in my name because you belong to Christ, nô khiom prab chia prakat tha nẻo nô mình bắt rong vón khuôn lời. Assuredly I say to you, he will by no means lose his reward. Đối chừng này, bề mình ao dương khoát nẻo na đại prab bề niêm trung đại lời. So, God does not allow us to forbid people who using God's name. Nẹt na, đại mình tốt nâng bề, cứ chia nẹt nơi kháng bề đại hơi. Who is not against God is on God's side. Hơi nẹt na, đại phơi lo, đòi nẹt đòi tam bề, đòi nơi chung một trùng, cò nâng tổ tu ba nông vốn bị bề đại. And who does good to God's follower in His name, will receive the reward too. Sôm ọc quân. Thank you.